để góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tháng 11 năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn các nội dung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để triển khai, trong đó chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình tại khu dân cư. Bắt đầu từ năm 2020, mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn được đánh giá đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường luôn là một trong những nội dung trọng tâm được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa quan tâm, đẩy mạnh thực hiện thông qua nhiều giải pháp cải thiện môi trường, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư, trồng cây xanh. Công việc này sẽ thành công hơn khi có sự chung tay đồng hành của các tầng lớp nhân dân thông qua các mô hình việc làm cụ thể, hiệu quả. Bởi vậy, từ năm 2020 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã triển khai xây dựng 15 mô hình điểm khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Tại các thôn bản thực hiện mô hình, có thể dễ dàng nhận thấy các khu dân cư như được khoác lên mình chiếc áo mới với những con đường sạch đẹp, phong quang, cây xanh, đường hoa, đèn thắp sáng giúp giao thông đi lại thuận tiện. Quan trọng hơn, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường đã thay đổi rõ rệt. Người dân có ý thức tham gia, góp sức làm cho môi trường sống tốt hơn. Toàn bộ thôn Bắc nói riêng cũng như là xã Đông Văn nói chung là toàn bộ đường làng ngõ xóm đều sáng, xanh, sạch, đẹp. Thì nói chung là người dân ta hay nói là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân được hưởng thụ, và cho đến nay đúng một cái kết quả sạch đẹp như thế, tươi mát như thế thì nói chung là dân rất phấn khởi và tin tưởng một khi mà ý Đảng mà hòa quyện với lòng dân mà thì mọi công việc đều thành công hết. Sau khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chọn làm điểm xây dựng mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, các thôn bản đã bắt tay ngay vào triển khai mô hình. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã đã ra quyết định thành lập ban điều hành gồm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể, chi hội thôn và đại diện hộ gia đình tiêu biểu trong thôn. Ngay sau đó, ban điều hành và ban phát triển thôn xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng thời điểm gắn với các tiêu chí, đồng thời rà soát, đánh giá thực trạng của khu dân cư theo bộ tiêu chí đã được ban hành để xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Ban điều hành cũng đã tổ chức các buổi họp dân để tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện mô hình này. Về sáng tôi đã lắp đặt được hơn 200 bóng điện giao áp sáng đảm bảo cảnh quan môi đẹp cho nhân dân. Thứ hai là vệ sinh thì chúng tôi môi trường thì luôn luôn là hàng tuần chúng tôi đã tổ chức số tổ liên xã hội là làm vào vệ sinh môi trường vào chủ hàng tuần. Và thứ ba là về đẹp thì giao cho hội phụ nữ đã làm trồng vườn hoa được hơn 1 km đường là luôn luôn được chăm sóc đảm bảo. Để công tác vệ sinh môi trường thì luôn luôn được bảo đảm, từ đó là nhân dân đã ý thức rất cao. Hiện nay là cái môi trường sống về của không gian sống là được rất thuận lợi. Qua thực tế triển khai, xanh, sạch là hai tiêu chí khó cần thực hiện quyết liệt, đặc biệt là người dân phải tự giác nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tự bỏ kinh phí xây dựng các công trình của gia đình thì hai tiêu chí này mới có thể duy trì bền vững. Với phương châm đi từng nhà, vận động từng người theo hình thức mưa dầm thấm lâu, các thôn bản đã tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của, tự chỉnh trang khuôn viên gia đình từ cổng, tường rào, nhà ở đến ao vườn. Đồng thời tích cực tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng, chỉnh trang những nơi công cộng như xây dựng tường rào, bồn hoa, lắp đặt thêm điện chiếu sáng ở các trục đường thôn, hiến đất lùi đường để mở rộng góc cua và nắn các tuyến đường cong, xây dựng các rãnh thoát nước, đậy nắp cống rãnh để đảm bảo môi trường. Đến thôn Ngọc Tỉnh, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chọn làm điểm thực hiện mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn từ đầu năm 2022.
Ngay khi có chủ trương, cán bộ thôn đã chủ trì, phối hợp, phân công cho các tổ chức đoàn thể chịu trách nhiệm vận động đoàn viên, hội viên, các tổ liên gia tự quản thực hiện từng phần việc cụ thể nhằm xây dựng cảnh quan môi trường sống, xanh, sạch đẹp. Để tạo sự đồng thuận, Ban công tác mặt trận thôn đã họp dân để bàn bạc công khai dân chủ, giúp nhân dân hiểu và đồng tình ủng hộ bằng những hành động thiết thực cụ thể như duy trì thường xuyên việc dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc các chậu hoa, xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh, nước thải tại các thôn. Chỉ trong thời gian ngắn phát động, mô hình xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn đã thu hút được sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân. Bằng nguồn vốn xã hội hóa, thôn đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại tất cả các khu dân cư và điểm công cộng. 80% đường ngõ trục chính của thôn được nhân dân bố trí trồng hoa, cây cảnh. Nhiều hộ xe hố rác phân loại xử lý rác thải tại nhà. 100% hộ dân ký cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm, không xả thải ra môi trường. Nhân dân đang từng bước và cũng hiểu ra rằng được là cái mô hình này là nó rất có hiệu quả. Mà anh phục vụ chính cho cái bản thân cuộc sống của nông thôn chúng ta. Và trực tiếp được thụ hưởng là các hộ. Nó đảm bảo về cái vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm gì, phong quang và sạch đẹp. Không chỉ sáng xanh sạch đẹp, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, giao thông cũng đóng vai trò quan trọng tạo nên một vùng quê yên bình đáng sống. Bởi vậy, ở các khu dân cư đã vận động thành lập các tổ tự quản, tổ liên gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lắp camera an ninh. Từ đó, góp phần phát huy sức mạnh toàn dân vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Từ khi áp dụng mô hình này, các khu dân cư trước đây thường xuyên xảy ra nhiều vụ trộm xe, tệ nạn xã hội, thì đến nay số vụ việc gây mất an ninh trật tự, phạm pháp hình sự giảm mạnh. Dưới sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, có thể thấy mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn đã đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Từ cái mô hình này đã góp phần thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Cụ thể năm 2022 thì Bắc Lương chúng tôi đã đạt 15 cái tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Và từ cái phong trào này đã được cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã hết sức đồng tình, ủng hộ. Phong trào xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn đã được mặt trận tổ quốc các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa coi là bước đột phá để hoàn thiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Bởi vậy, không chỉ ở các khu dân cư được chọn làm điểm mà mặt trận tổ quốc các cấp đã nhân rộng, triển khai thực hiện mô hình tại nhiều thôn bản, tạo sức lan tỏa rộng khắp, huy động được sự tham gia tích cực của người dân trong bảo vệ môi trường sống. Quan trọng hơn, việc nhân rộng mô hình góp phần giúp người dân giữ gìn và phát huy lối sống thân thiện với môi trường. Được sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thì có năm 2020 thì có lựa chọn huyện Như Thanh để xây dựng một cái mô hình sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Thì có thể nói là ban đầu là cũng có những cái khó khăn nhất định, tuy nhiên là cái sự nỗ lực cố gắng và cái sự đồng tâm, đồng thuận của nhân dân thì cái mô hình trong năm 2020 đã được thực hiện tốt và đã được giữ vững. Cái mô hình đó thì chúng tôi đã nhân rộng, và đối với huyện thì chúng tôi đã chủ trì xây dựng 3 cái mô hình ở 3 địa phương thì cũng đã triển khai thực hiện, và toàn huyện đến hôm nay thì đã có 12 cái mô hình đã thực hiện. Việc triển khai xây dựng các mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn như một luồng sinh khí mới, tiếp sức cho chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của đông đảo nhân dân, làm thay đổi diện mạo đời sống văn hóa, tạo môi trường sống văn minh, lành mạnh. Mô hình này không chỉ làm đẹp đường làng, ngõ xóm mà còn tạo được sự đoàn kết bởi sự vào cuộc của nhà nước và nhân dân cùng làm. Từ những kết quả đạt được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào đến các địa phương trên toàn tỉnh, hướng dẫn chi tiết cụ thể các bước thực hiện để phong trào thực sự đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết thực để diện mạo các khu dân cư thêm đổi mới, tươi đẹp hơn.